Song Hỷ Lâm Môn, Tô Thần vừa thành công lấy được công pháp bí truyền của Triệu Quốc, lại vừa có thể thực hiện được ước nguyện diệt Sở. Trong phút chốc, còn tiêu diệt được tên hoàng đế độc ác Sở Thiên Minh, kịp thời cứu Hoàng Trạm một mạng. Quay trở về Đan Thanh Điện để nghỉ ngơi, sau hành trình dài mệt mỏi, Tô Thần đã thấy hai bóng quen thuộc, chính là Hồ Cơ và Sở Yên Nhiên đang chạy ra chào đón Tô Thần trở về. Hai tỷ muội mang hai tính cách khác nhau, Hồ Cơ thì vồ lại gần, hỏi han quan tâm Tô Thần, tỏ ra mừng ra mặt khi thấy Tô Thần bình an. Còn về phía Sở Yên Nhiên, mặc dù khóc sưng cả mắt vì nghĩ Tô Thần đã chết, nhưng khi thấy hắn, lại tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm. Thậm chí khi Tô Thần nói đã trở nên mạnh hơn, Sở Yên Nhiên còn tỏ ra khinh bỉ không tin, nếu mạnh hơn thật thì phải để nàng mài giũa thử mới biết được. Tô Thần thấy người đẹp, quá ư là chủ động, còn ngại ngần gì mà không đồng ý luôn, nhưng hắn e ngại sức mạnh mình tăng, Sở Yên Nhiên một mình không chịu nổi. Sở Yên Nhiên lại kéo theo cả e gái, cùng nhau solo với Tô Thần, chị em hợp sức thì có gì khó đối phó. Trước khi vào trong, cùng nhau mài cưa kéo gỗ với hai chị em nhà Hồ Ly, Tô Thần còn không quên dặn dò Hoàng Trạm, canh chừng ngoài cửa giúp hắn, không để một con muỗi bay vào làm phiền họ. Hoàng Trạm thì có vẻ rất hứng khởi khi thấy Tô Thần chuẩn bị lâm trận, còn phía Tiểu Nhiễm lại tỏ ra ủ rũ. Nàng đang tự hỏi lòng, tại sao Tô Thần lại không chịu mài giũa với nàng, chỉ vì nàng là quỷ nô hay sao? Tin tức cũng truyền đi thật nhanh, chưa gì đã đến tai Long Quốc, bệ hạ Long Quốc đứng ngồi không yên, Tô Thần lại có thể giết chết Sở Thiên Minh diệt Sở sao, thật là éo thể tin nổi mà. Một tên nô bọc bên dưới quỳ xuống bẩm báo, Tô Thần phản sát quỷ tiên sinh, sau đó thu phục Úy Trì Kính Đức, khiến cho Úy Trì Kính Đức xuất lĩnh 20 vạn đại quân, công chiếm đô thành Sở Quốc. Người anh em cùng cha khác mẹ với Tô Thần, bệ hạ Long Quốc, nghe tin này lòng không tin cũng đúng, Tô Thần nổi tiếng là một tên phế vật, bị cướp mất ngôi vị đầy sang Sở Quốc làm con tin. Một người vô dụng như vậy mà lại giết quỷ tiên sinh có thực lực siêu việt thiên giai. Lý Kiếm Thần đứng một bên phân tích, quả thực quỷ tiên sinh là siêu việt thiên giai. Nếu như Tô Thần có thể giết chết được quỷ tiên sinh, chỉ có thể chứng minh thực lực Tô Thần cũng đã đứng ở đỉnh nam cảnh. Trước kia Lý Kiếm Thần có từng gặp qua Tô Thần ở Dược Sư Cốc, hắn đã cảm thấy thực lực của Tô Thần không hề đơn giản, nhưng không nghĩ tới lại kinh khủng đến như thế. Tên bệ hạ Long Quốc hoảng sợ đến bất an, đôi chân không vững, ngã quỵ xuống ghế. Hắn thật không thể tin, một năm trước Tô Thần còn là một tên phế vật tranh vị thất bại, một năm sau đã đứng ở đỉnh nam cảnh, bây giờ Lý Kiếm Thần đối đầu với Tô Thần, liệu có mấy phần thắng lợi? Có lẽ bây giờ Lý Kiếm Thần chỉ còn là một cái tên thôi, ngay cả quỷ tiên sinh hắn còn chẳng phải đối thủ, thì đối đầu với Tô Thần sao có khả năng thắng lợi nào? Bệ hạ Long Quốc tinh thần như sụp đổ, toang đến nơi rồi ông giáo ạ. Nếu nói như thế, Long Quốc bây giờ không có ai là đối thủ của Tô Thần, nếu Tô Thần dẫn quân tới đánh thì hắn cũng lực bất tòng tâm. Thấy bệ hạ tinh thần dường như muôn phần bất an, toàn thân run sợ đến quỳ gục dưới đất, tể tướng Long Quốc Hạng Trung vội tiến lại đỡ. Trước tiên là an ủi tinh thần của bệ hạ, Hạng Trung là nghĩ Tô Thần không nhất định sẽ đánh Long Quốc, Tô Thần từ trước không có dã tâm gì, nói không chừng được Sở Quốc là đã thỏa mãn rồi. Thái độ của bệ hạ liền thay đổi nhanh như chớp, cáu giận bất dậy đẩy Hạng Trung ra xa, làm sao hắn có thể ngấm nổi lời an ủi này của Hạng Trung. Năm đó hắn cướp ngôi vua của Tô Thần, còn đày Tô Thần tới Sở Quốc làm con tin, Tô Thần khẳng định hận hắn tận xương, sao có thể không quay lại báo thù. Lại nói đến chuyện con trai ngu dốt của Hạng Trung, Hạng Bằng ở Dược Sư Cốc dám đắc tội với Tô Thần, Tô Thần khẳng định ghi tội của Hạng Bằng lên đầu hắn. Bị chửi như tát nước vào mặt, Hạng Trung chỉ dám câm nín cung kính nhân lỗi, sẽ về trách phạt thật nặng đứa nghịch tử nhà lão. Nghe thấy Hạng Trung nói thế, bệ hạ lại càng ba máu sáu cơn hơn, hiện tại trừng phạt thì có tác dụng khỉ gì. Hắn nói cho Hạng Trung, nếu như Tô Thần thực sự muốn cướp ngôi hắn, trước khi hắn thoái vị, nhất định sẽ giết chết đứa con trai ngu xuẩn của Hạng Trung trước. Lời nói của bệ hạ Long Quốc như sét đánh bên tai Hạng Trung, đúng là con làm cha chịu mà, lão chỉ biết dập đầu lia lịa xin than tội. Lý Kiếm Thần đứng một bên cũng phải lên tiếng giải vây cho Hạng Trung, trước hết bệ hạ không nên nghĩ cách bảo vệ ngôi vua, mà là làm thế nào để Tô Thần niệm tình huynh đệ mà không đuổi tận giết tuyệt. Lời nói thật lòng của Lý Kiếm Thần, nếu bệ hạ của cảm thấy phật lòng thì cũng đành chịu, bây giờ Tô Thần thế lực to lớn đã không thể ngăn cả, vẫn là bệ hạ nên anh minh mà quyết đoán. Bệ hạ vẻ mặt cũng chả có mấy khởi sắc, nghe những lời Lý Kiếm Thần nói thực sự là nuốt không trôi, lại bắt đường đường một hoàng đế phải đi cầu xin tha mạng. Nhưng cũng hết cách, bây giờ chống lại cũng không được, mà chạy trốn cũng không xong, chỉ còn cách lấy tình cảm ra làm mềm lòng kẻ mạnh thôi. Về phía nước Tần Quốc, bệ hạ Tần Quốc cũng đã nghe tin Tô Thần tập hợp mấy chục vạn đại quân, ý định công chiếm cả nam cảnh. Dù gì cả nam cảnh này không ngoài trừ Tần Quốc, bệ hạ Tần Quốc là đang cùng các vị tướng lĩnh bàn bạc chiến lược để đối phó. Một lão thần có sáng kiến, đề nghị lập tức gọi Lâm tướng quân trở về, dẫn quân xuống phía nam bảo vệ biên cương. Nhưng e rằng kế sách này chỉ là tạm thời, bây giờ thực lực Tô Thần đã đỉnh cấp nam cảnh, họ không thể nào cản nổi hắn. Bệ hạ Tần Quốc liền quay ngoắt sang bên trái, hỏi ý kiến quốc sư, xem có cao kiến gì hơn không. Không ngờ Tần Quốc này cũng biết chọn quốc sư quá đi, bóng dáng mỹ nữ trong bộ váy mỏng manh, cùng chiếc khăn đen che mặt, vừa quyến rũ cũng vừa huyền bí, nàng ta cho rằng cứ là đi gặp mặt Tô Thần trước xem.
Tất nhiên khi các nước đều đang xôn xao, tìm kiếm sách lược, thì Triệu Quốc cũng không thể đứng yên chờ chết. Tất cả mọi người bao gồm cả bệ hạ cùng các vị đại thần cùng quỳ xuống van xin Diệp Tôn giả niệm tình cảm với phụ hoàng, ra tay cứu Triệu Quốc một lần. Nếu như hắn còn không ra tay giúp đỡ, Tô Thần kia khẳng định là sẽ diệt Triệu Quốc. Bệ hạ Triệu Quốc vừa nói dứt lời, cánh cửa cũng mở ra, bóng dáng một lão già mình to đầu thì nhỏ bằng quả nho. Hắn nói đây là lần cuối cùng hắn ra tay vì Triệu Quốc, từ nay về sau hắn không còn liên quan gì tới Triệu Quốc nữa. Bệ hạ vui mừng ra mặt, hớn hạ cảm tạ Diệp Tôn giả, chỉ cần lần này ổn thỏa thì hắn sẽ không bao giờ dám làm phiền nữa. Còn lại một quốc gia nữa, chính là Ninh Quốc, cũng đã nghe bóng nghe gió được phần nào tình hình, liền cấp tốc ra lệnh cho thái giám đi truyền chỉ. Bất Mạnh Hư Châu, người đang bị trói hai chân hai tay, treo giữ núi rừng kia, phải lập tức tới Sở Quốc, mưu sát Tô Thần, dùng đầu Tô Thần đổi lại tự do cho hắn. Đừng nhìn bộ dạng Mạnh Hư Châu trông tội nghiệp đáng thương thế, nhưng khi thấy phải giết người, bộ dạng hắn thật đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn hút máu người, hàm răng sắc nhọn, bộ dạng này không sát thủ thì cũng là tên giết người như rác. Trở về Đan Thanh Điện, dù ở nơi đâu có toan tính thì về đây vẫn yên ắng lạ thường, trận chiến giữa Hồ Cơ, Sở Yên Nhiên với Tô Thần vẫn đang tiếp tục. Chỉ là lúc này Hồ Cơ đã không thể chịu nổi, thở hổn hển mệt mỏi, Sở Yên Nhiên cũng chẳng kém phần. Nàng ta thở dốc cũng chưa hồi phục, còn bày kế với muội muội nhịn thêm lúc, chút nàng với Hồ Cơ tấn công trước sau. Vẻ mặt Tô Thần lúc này là quá khoái khẩu rồi, xem ra hai mỹ nhân tốc độ càng giảm sút rồi, hắn ta lại càng ngày càng nhanh thêm thôi. Hồ Cơ hét lên đầy chịu đựng, mong Tô Thần thủ hạ lưu tình. Nhưng Tô Thần lập tức bay lên cao, ra một quyền khiến xung quanh vỡ vụn, bên ngoài cũng nổ tung tóe, trận chiến đúng là quá ác liệt gay cấn rồi. Hoàng Trạm chứng kiến cảnh này cũng không khỏi suýt xoa, Tô Thần vẫn là khiêm tốn rồi, há chỉ là thanh thế to lớn, quả thực là động đất núi lở mới đúng. Còn Tiểu Nhiễm lại như rơi vào khoảng lặng, trong đầu chỉ quanh quẩn suy nghĩ linh tinh như người thất tình, đã một ngày một đêm rồi. Tô Thần khẳng định là yêu thích các nàng mới mài giữa lâu như vậy, nàng ta là cũng muốn được Tô Thần yêu thích như thế. Tình hình trận chiến bên trong cũng đến hồi kết thúc, Hồ Cơ ngồi bệt xuống dưới đất, trực tiếp nhận thua. Còn Sở Yên Nhiên vẫn cứng họng như thường, coi như lần này nàng không phát huy tốt, lần sau chắc chắn sẽ tiếp được chiêu này của Tô Thần. Tất nhiên lần sau, Tô Thần sẽ không còn chiêu này, mà sẽ là những chiêu thức mạnh hơn nữa, Tô Thần tự cao khẳng định sức mạnh. Thấy tình hình cũng đã yên ắng hơn, Hoàng Trạm cũng ngầm đoán được, trận chiến này lửa này đã kết thúc, đúng là không hổ chủ nhân của lão, có thể kiên trì cả một ngày một đêm. Nói thì nói thế, chứ Tô Thần toàn thân kiệt kệ, thở không ra hơi, níu chặt vào cửa, hổn hển gọi Hoàng Trạm giúp hắn lấy một số đan dược tới. Tô Thần là tiêu hao linh khí quá độ, cần cấp tốc bồi bổ ngay và luôn. Hoàng Trạm nghe lệnh, liền ba chân bốn cẳng vắt lên vai, chạy ngay đi lấy. Xem ra thực lực cường đại như Tô Thần cũng phải tiêu hao lớn như thế, có thể thấy cuộc chiến đấu này kịch liệt cỡ nào. Tô Thần hai tay chống eo, bên ngoài tỏ ra rất ổn, nhưng trong lòng cũng phải công nhận, hai cô nàng này thật khó thu phục, nếu hắn không sử dụng hồng hoang chi lực, có lẽ không thể hàng phục được các nàng. Đang nghĩ đông nghĩ tây, thì Tiểu Nhiễm ở bên ngoài cửa, ủ rũ hỏi nhỏ Tô Thần, có phải là đang ghét bỏ người ta không? Mà nỡ lòng nào để người ta ở ngoài này, chứng kiến trận chiến ân ái của hắn bên trong cơ chứ, đó không phải ghét thì cũng là chê người ta rồi còn đâu. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!